em gần nhiều. Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu? Anh từng nói với em rất nặng lời. Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi? Giờ lớn hơn anh mới nhiều. Anh cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc may anh quá xoan, em nào dám gửi phần cho anh mang. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là một ấm ôm em theo cả cuộc đời. Mà bằng thằng anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi. Giờ theo bước anh em sẽ đớn đau muôn đời. Trách em gượng nhiều. Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu? Anh từng nói với em rất nặng lời. Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi? Giờ lớn hơn anh mới hiểu. Anh cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc may anh quá xoan, em nào muốn gửi phần cho anh mang. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là một ấm ôm em theo cả cuộc đời. Mà bằng thằng anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi. Giờ theo bước anh em sẽ đớn đau muôn đời. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là một ấm ôm anh theo cả cuộc đời. Mà bằng thằng anh cũng chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em tặng rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi. Giờ